Hello các bạn, mình là Jun, rất vui được gặp lại các bạn trong video mới. Video ngày hôm nay mình sẽ review những sản phẩm mà mình rất là ưng ý gần đây. Bây giờ mình cũng bắt đầu nha. Đầu tiên là về mặt nạ, mình có hai cái mặt nạ của Real Powder, một vàng và một hồng nha. Thì sản phẩm này mình sử dụng rất là ưng. Cái này là mình order đồ ở bên hàng cho nên là mình được tặng dùng thử ấy, nhưng mà cực kỳ ưng luôn. Và các bạn thấy cái bao bì thiết kế rất là bắt mắt đúng không? Cực kỳ bắt mắt luôn. Và cái mát của cái loại mặt nạ này thì nó dạng cô tông mỏng lắm các bạn. Và cũng có rất nhiều dưỡng chất, dưỡng ẩm da mặt cũng rất là tốt. Và mình để em này trong tủ lạnh và chưa lôi ra đắp thì cực kỳ đã luôn. Tiếp theo thì mình sẽ có mặt nạ của Innisfree. Loại này mình cũng đang bán và đương nhiên mà cũng lấy ra xài luôn. Và cái này là một cái mặt nạ 25.000. Nói hơi kiểu đúng không? Và cái này là loại cấp ẩm nha các bạn. Mình đang rất thích loại này, tại vì mặt của mình hay bị khô á, cho nên là em này cấp ẩm cực kỳ luôn. Và em này là loại dâu đen các bạn, dâu tằm á các bạn. Em này thì bạn nào mà da bị mụn á thì sử dụng sẽ rất là ưng nè. Đây là hạt pizza nha, một loại hạt rất là quý ở trên đảo gì đó bên hàng. Và đây là mặt nạ dưa leo, thì loại này đắp mát da cực kỳ luôn, cũng giống như mình vừa mát các bạn đó. Các bạn để vô tủ lạnh đi, lôi ra đắp thì cái mặt mát ê luôn ấy. Và những loại mặt nạ này dưỡng chất rất là nhiều, cho nên khi mà các bạn lôi cái mát ra các bạn đắp thì nhớ đừng có bỏ dưỡng chất ở trong nha. Nhớ chắc ra rồi bôi thêm lên mặt nạ hoặc là vào cổ của mình nha, để cho cái cổ của mình cũng được dưỡng nữa. Nếu như các bạn không thích mặt nạ giấy thì sẽ có mặt nạ đất sét nha. Mặt nạ giấy chúng ta chỉ cần xé ra rồi đắp lên thôi. Cái này thì hơi mất công một xíu là các bạn phải dùng cọ và dàn đều mặt nạ lên trên mặt. Thì tuy nhiên thì mặt nạ đất sét thì nó sẽ có những công dụng ok hơn. Có nghĩa là dưỡng trắng da này, che cái lỗ chân lông này và không có bị những cái mụn đầu đen nữa. Cho nên thì mình vẫn cứ kiên trì sử dụng hai cái xen kẽ. Khi nào mà có thời gian thì mình sử dụng mặt nạ đất sét. Còn khi nào các bạn gấp quá thì các bạn có thể đắp mặt nạ giấy chỉ trong vòng 20 phút thôi. Thì mặt cũng đã được cung cấp đầy đủ ẩm rồi. Thì loại mình đang sử dụng thì mình cũng đã review rồi. Nếu như các bạn muốn biết chi tiết hơn về em này thì hãy vô kênh của mình và coi cái video clip đó nha, có sẵn luôn đó. Và em này cái dòng nó có rất là nhiều màu, cho nên là thoải mái để các bạn lựa chọn làm sáng da cấp ẩm này, rồi làm phục hồi da yếu này, ôi tùm lum tùm la hết. Và mình sẽ inbox cho các bạn tư vấn thật là nhiệt tình nhé. Cho nên là những bạn nào muốn mua thì cứ inbox mình nha. Mình sẽ để cái thông tin ở phía dưới phần mô tả và phần comment. Khi nào các bạn muốn mua hàng thì nhớ inbox mình nha. Đó là một sản phẩm mà mình cực kỳ thích luôn, đó chính là mascara của Innisfree. Thì mi của mình hơi bị thưa các bạn và không có được dày, cũng không được cong luôn, cho nên là mình rất thích em này. Và mình nghĩ là những bạn nào mà có cái mi giống như mình thì sẽ thích em này lắm. Mặc dù là em này khi mà mình order về với giá 300 hơi đắt thiệt, nhưng mà tiền nào của nấy nha các bạn, xài rất là ưng. Bởi vì mi của mình nó cong tự nhiên này, và có dưỡng mi nữa, cho nên là mình không có sợ mi của mình bị rụng nha. Thì mình đang sale em này, cho nên là những bạn nào mà muốn trải nghiệm em này ấy, thì các bạn inbox cho mình nha, mình sẽ bán các bạn với giá sale nha, cực kỳ hấp dẫn luôn ấy. Tiếp theo sẽ là kẻ mắt nước của Vakoxy. Thật ra thì mình không phải là khéo tay cho lắm để mà có thể viền mắt được đẹp như cái cô này. Nhưng mà bây giờ mình sẽ cho các bạn xem em ấy nha. Và mình cảm thấy hãng đầu tư em này cái bao bì cũng khá có tâm ấy các bạn. Đây, đã có một lớp ngoài, còn thêm cái hộp bên trong nữa. Và các bạn thấy tuy đơn giản nhưng mà rất sang đúng không? Tuy hộp bự nhưng mà em ấy chỉ có một chút ép như vậy thôi. Đây là cận cảnh nha, kiểu vàng ống ống cũng khá là xinh. Và em này chống thấm nước nha các bạn, và đầu trì khá là mảnh. Đây, mình sẽ xoáy cho bạn xem nhé. Đây, rất là mảnh, kẻ ra rất là sắc nét. Và với giá của em này là 110.000 nha bạn, thì chất lượng cũng ok, bao bì cũng rất tốt. Cho nên là những bạn nào mà muốn
thử em kẻ mắt nước này thì cứ việc mua nha. Mình cảm thấy rất là ưng và rất ưng, cho nên là các bạn cứ yên tâm mà mua sử dụng nha. Tiếp theo là phấn mắt của Sivana. Bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem nha. Đây là mặt sau. Đây là hàng mình order ở bên Thái nha các bạn. Mình mua màu số 04 nha. Thì cái hộp nó sẽ như thế này, cầm khá là nặng, khá chắc tay. Cầm cũng khá sang nữa. Hộp nhựa màu đen nha các bạn. Và trong này sẽ có 6 ô màu nhũ nha các bạn. Và 2 ô màu hơi lì một xíu. Và bên trong này sẽ có một cái cọng nhỏ nha. Đây là cọ múa dùng để tán phấn. Cái này mình đã sử dụng. Còn này là một cái đầu cọ, cọ lông như thế này. Và mình đã sử dụng hai màu rồi. Sẽ có một màu trắng sáng đây, mình nghĩ là có thể highlight được. Và những bảng màu nâu như thế này thì make up tay khá là ưng. Mình rất là thích những màu tay như thế này. Thì mình đã sử dụng hai ô rồi. Bây giờ mình sẽ test hai màu này cho bạn xem nha. Cái phấn như thế nào. Cái phấn rất là mịn các bạn. Và rất là mềm, kiểu như đất sét các bạn. Và màu này sẽ lên, nếu như các bạn muốn lên rõ thì cũng khoảng 2-3 lần dặm nó mới thấy rõ. Đây, màu cam hơi nâu nâu, là nâu ánh cam ta, như thế này. Rồi tiếp theo sẽ là một màu hơi đậm một xíu. Màu này một lần quẹt là thấy liền các bạn ơi. Đây nhé. Các bạn thấy có nhũ lấp lánh không? Đi tuyệt đêm là ok luôn á. Mình mua em này với giá là 120.000 nha các bạn. Và chất lượng vô cùng ok luôn. Cho nên những bạn nào muốn thử em này thì cứ yên tâm mà mua nha. Và những cái sản phẩm của Sivana mình cảm thấy là vừa hợp túi tiền mà chất lượng cũng ok nữa nha. Tiếp theo sẽ là bộ đôi chăm sóc môi gần đây của mình. Thì đây là tẩy tế bào chết Innisfree dạng tuyết như thế này nha. Đây. Và nó sẽ ra như thế này. Chỉ cần một chút xíu thôi là các bạn đủ để tẩy tế bào chết cho môi rồi. Cái chất của nó giống như bơ vậy các bạn. Và sẽ có những cái hạt massage li ti. Cho nên là khi mà nó massage trên môi nó sẽ không gây rát môi của mình nha. Cực kỳ êm. Và khi mà tẩy tế bào chết xong thì môi của mình rất là mịn, rất là mềm. Và khi tẩy tế bào chết xong thì các bạn sẽ sử dụng mặt nạ ngủ của Laneige. Và mình hiểu tại sao có rất nhiều người mê em này. Tại vì sử dụng rất là ưng. Thì mình ở đây mình có size mini thôi. Cái size bự thì khá là nhiều tiền. Đây nha các bạn. Hũ rất là xinh. Nó như thế này nha các bạn, chứ không phải là một hũ đầy đâu. Đây các bạn thấy không? Mình đang sử dụng nè. Và nó có mùi hương nhẹ thoang thoảng rất là đã. Cái mùi của trái cây ấy các bạn. Là rất là đã. Khi một lớp mà các bạn sử dụng một lớp mỏng, khi mà các bạn trước khi các bạn đi ngủ sáng hôm sau ấy, môi các bạn rất là mịn luôn. Những bạn nào mà môi khô hay bong vẩy ấy, cho thì nên sử dụng em này nha. Mình sẽ môi mình sẽ mịn hơn. Và khi các bạn tô son á, nhất là son lì á, thì nó sẽ đẹp hơn. Đương nhiên môi các bạn cũng nên chăm sóc cho tốt nha. Nước da vừa xấu mà vừa đau nữa. Quên nữa. Nếu như các bạn muốn mua em này, mình cũng đang có sẵn nha. Một em 60.000 thôi, order từ Hàn Quốc nha. 60.000 thôi, còn em này là 100.000 nha các bạn. Có sẵn nha. Tiếp theo sẽ là son nha. Thì đây là son mà mình đã cho em ấy lên sóng rồi. Đây là son tint que kem của Etude. Đây, nó như thế này. Ngoại hình rất là xinh phải không? Cho nên là mình phải mua em này. Nhưng mà về cái màu son ấy thì nó hơi nhạt. Những bạn nào đi học, đi làm sẽ rất là ưng. Còn với mình thích son đậm thì mình không có ưng em này lắm. Tuy nhiên thì lâu lâu các bạn đổi style nhẹ nhàng ấy thì em này là đúng gu luôn. Đây là màu số OR205 nha, là một màu cam. Và chất son của em này cũng rất là bình thường thôi. Và son nước như thế này. Và một mùi thơm trái cây rất là đã. Thì mình đã có review em này rồi ở trong một cái clip riêng. Các bạn có thể vào kênh của mình và bấm xem nha. Nhưng mà hiện tại mình không còn bán em này nữa nha. Có rất là nhiều bạn inbox cho mình hỏi mua, nhưng mà bây giờ mình đã hết hàng rồi.
tiếp theo cũng là song Teen và của Innisfree. Mình đang rất thích em này vì cái chất son của nó rất giống cây Color Lasting Teen ấy. Cái cây đó rất là xài, nó bền màu mà nó không bị khô môi nữa, và em này cũng vậy. Đây là một màu đỏ nha các bạn. Ở trong cam thì có hơi cam một xíu, nhưng em này là một màu đỏ nha, đỏ hơi sậm một xíu. Đây các bạn thấy chất son khi mà bôi lên ấy thì nó có hơi bóng bóng, nhìn môi căng mọng rất là dễ thương. Nhưng mà khi các bạn ăn uống rồi đó thì nó sẽ cho cái lớp bóng này đi để lại lớp màu, thì là lớp màu này bền cực kỳ nha các bạn. Đây. Và tiếp theo sẽ là son bóng của Innisfree nha. Đây là loại son bóng mà dưỡng môi á các bạn, dạng nước và có một tí xíu màu, nhưng mà mình cảm thấy là rất là xinh. Đây nó kẹo kẹo đã lắm các bạn, rất là bóng đúng không, và lên một màu hồng nhẹ rất là đẹp. Rồi có mùi mùi trái cây nữa mà nhẹ nhẹ, không có gắt đâu. Bây giờ mình cảm thấy là xài son bóng tuy hơi mất công dính vào thành ly này, vào ống hút này, nhưng mà xài cái môi nó căng mọng rất là xinh, xinh lắm luôn, và mình đang cực kỳ thích em này luôn ấy. Mình là một người không thích son bóng nhưng mà cũng phải mê em này, thì các bạn biết em này tuyệt vời đến cỡ nào rồi. Thế là son lì mà mình thích gần đây là thuộc về Innisfree. Thì loại này là một cây son lì mà thơm và không có bị khô môi nè các bạn. Thì mình đã test ở trong clip kia rồi, bây giờ mình lười test quá. Đây nó như thế này, rất là xinh, rất là nở gọn, và đây là một màu đỏ đậm nha các bạn. Mình còn cây mày mà màu hồng nữa. Những bạn nào mà muốn mua cây mày thì các bạn inbox mình nha, mình cũng để lại giá sale cho các bạn nha, sale cực kỳ hấp dẫn luôn. Tiếp theo là một cây son mới xanh chưa lên sóng bao giờ. Ta-da, một cây son vừa đen vừa tím. Những bạn nào mà theo dõi Facebook đó thì sẽ thấy em này cũng đang khá hot. Bây giờ mình sẽ mở cho bạn xem nha. Em này mình mua với giá là 180.000, nhưng mà thật sự là em này chất lượng vô cùng và thiết kế vô cùng xinh. Và mình sẽ đóng nắp cho bạn xem nha. Đấy, lại nha. Ôi, đẹp quá. Nắp 500 đàng hoàng nha bạn. Và mình mua em này là màu số 03 Tokyo. Giờ mình sẽ test cho các bạn xem nha. Đây là một màu cam đất. Khi test thì nó hơi chói một chút, nhưng mà thật sự ở ngoài là màu cam đất nha. Ý, không được rồi. Sorry. Rất là xinh không các bạn. Và cây son này, cái chất son nó rất là mướt, lên môi rất là dễ dàng, không khô môi, nhưng mà chút xíu nó sẽ xét lại nha bạn, và ra một màu liền như thế này. Trời ơi, rất là đẹp luôn. Xài màu này tôn da cực kỳ luôn các bạn, và nó không có kén da của mình nữa. Thiết kế thì vô cùng xinh đúng không, rất là sang, hai màu đen và tím như thế này. Nắm em máy lại nha. Ta-da, vậy là mình đã vừa review xong những sản phẩm yêu thích của mình gần đây rồi. Rất cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và mình yêu các bạn rất nhiều.